Chào cả nhà ơi, hôm nay trước mặt mẹ ù là một mâm trái cây của nhà mẹ ù hôm nay. Bây giờ mình sẽ thử thách bản thân mình ăn trái cây. Nhà mẹ ù chẳng có gì ngoài trái cây thôi, suốt ngày là cái mâm này lúc nào cũng đầy. Trong mâm này thì nó sẽ có khoảng 6 loại trái cây: quả bơ, táo và cam. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không ăn mấy cái loại trái cây nhỏ này đâu, nhưng mà mình sẽ ăn ba loại trái cây lớn. Để mình lôi trái cây nhỏ ra hết để coi thì trái cây lớn trong này là có cái gì nào. Mình sẽ ăn, thử thách bản thân hôm nay không ăn cơm chỉ ăn trái cây. Mà một lần gọt mà trái nó to quá nên mình sẽ ăn cái mâm này. Hôm nay mình sẽ ăn cái mâm này các bạn ơi. Trong mâm này sẽ có một chai đu đủ, một quả dứa rất là to, wow, và đây một quả dưa gang nặng chắc cũng gần 2 kg. Thử thách của mẹ U hôm nay là ăn dưa gang, dứa và đu đủ. Các bạn cùng ăn với mẹ U nha. Bây giờ mình sẽ bổ dưa ra. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Đến quả dứa. Thì gọi cái đầu này đi chứ. Vâng, các bạn ạ, à, mình đã gọt 3 trái, một trái mơ long, một trái thơm và một trái đu đủ, cộng thêm 1/4 trái dưa hấu nữa. Ra một mâm như thế này nè. Để coi thử thách hôm nay của mẹ ủ là ăn hết cái mâm trái cây. Đây, nhưng mình sợ ăn không ớn mà còn thêm một chén muối tôm nữa. Cùng ăn với mình nha. Dưa lưới. Rất là ngọt. Ngọt và rất là nhiều nước các bạn ạ. Đây một miếng đu đủ màu cam. Lâu lắm rồi mình mới thấy đã ăn đu đủ. Giờ thêm miếng dưa hấu. Hấu chấm tim muối ăn ngon hơn. Và miếng thơm, mình nghĩ là nó chua để chấm muối nhưng mà ta về thơm là nó rất là ngọt.
Lúc cả nhà mình không ngủ mà đang nói chuyện với mình ở trong phòng á các bạn ạ. Nguyên do để mình làm cái video thử thách ăn trái cây này á, bởi vì trái cây bên này á, rất là mau hư. Chồng mình mua hôm qua, không, chồng mình mua hôm thứ sáu, hôm nay là thứ hai, 3 ngày rồi và mình để thêm tầm 2 ngày nữa nó hư nên mình phải cố gắng ăn hết. Thử thách bản thân cũng như là không để lãng phí đồ ăn. Mà trái cây này ở nhà mình chỉ có mình và Lucas ăn thôi chứ chồng mình không ăn trái cây. Thích thì thích mua mà không thích ăn, ép vợ ăn trái cây thế các bạn ạ. À, không cần chấm muối tại rất là ngọt. Chưa được 1/4 nữa các bạn ơi. Nếu mà ăn không hết, mình sẽ xay hết ra thành nước rồi mình uống. Dấu lộn, đu đủ ngọt quá. Mấy cái loại trái cây mình ăn hôm nay toàn là trái cây mọng nước. Ăn xong thì khỏi cần uống nước hôm nay quá. Mình nghĩ ăn trái cây nó không có no. Nhưng mình đã lầm. Bắt đầu cảm giác rất là no, không còn hào hứng như lúc đầu nữa. Cảm giác ớn nữa rồi. Thôi, mình xin lỗi các bạn chứ mình không thể ăn hết cái mâm này. Mình dừng tại đây để cho các bạn thấy mình ăn được từng nào. Mới có tí xíu à. Mà nó no kinh khủng, chắc tại nước. Thôi, cái mâm này sẽ đem vào máy xay xay hết để uống cho nó mau hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hy vọng các bạn thích cuộc sống Hà Lan. Thích video của mình cũng như là những chia sẻ của mình tại cuộc sống ở Hà Lan. Hy vọng
ăn mà xin lỗi các bạn. Hy vọng các bạn thích video này của mình, cũng như là hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video nếu các bạn thích nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào.